Hello, chào mọi người trở lại với Kinh Mi One Family Canada. Hôm nay mẹ con mình đi đến cái trường học đại học York University để cho con gái cưng mình nhận được cái giải lên đây đó các bạn, là nhị đẳng đai đen môn karate. Thì hôm nay đi con rất là run sợ, tại vì cũng không có biết quen ai trong cái buổi lên đài hôm nay đó, cho nên Vi ngồi Vi đợi mà cũng rất là lo sợ. Mời mọi người theo dõi xem hôm nay cháu biểu diễn ra sao nha. Hy vọng cháu sẽ làm được tốt và mọi chuyện được suôn sẻ. George Sinclair, Sydney Tran, Andrea Pivisono, Maxim Volanov. All the anticipation teachers, go ski! Hey! Let's have a big hand for any of that graduates once again. Have a seat, please. Giờ bắt đầu tiên nhóm con gái của mình sẽ biểu diễn. Mình ngồi cũng hơi xa cháu cho nên quay cũng không được rõ mấy. Mời các bạn cùng xem nha. Hands up. Kyotsuki! Ready? Take your position for your kata, please. Shout the name of your kata. Begin! Sanden kata on deck. Take a seat, please. Can we now have our Sandan graduates up, please? Sandan graduates. Giờ Vi sẽ chuẩn bị cho cái môn biểu diễn thứ hai của mình. Position. Shout the name of your kata. Hajime! Thank you.
coming up. Ladies and gentlemen, a big hand for Anita graduates, an excellent display of Tsukigawa Nobo. So good. Please take a seat. At this time, we have our first demonstration of the day. First demonstration is going to be by Dr. David Sadran. Buổi dạy lên đây này cũng quá dài luôn á, cũng hơn 3 tiếng mấy đồng hồ rồi đó. Giờ tới lúc là Vi lên nhận được cái giải nhị đẳng đai đen cho cái môn karate của mình nhé. Adrian Denisono and Maxim Koromov. Need any station teachers courtesy now, remove your mouse, place them behind you, and receive your official ranking of Speed and Second Degree Black Belts. Congratulations, let's hit it for Team 2! Once you've got your teachers, face your friends and family and your peers. Ladies and gentlemen, let's hear it for both of our amazing D-Dan teams. Congratulations, all of you! Okay. Don Mills team to the DJ booth. Don Mills team to the DJ booth, please. Can I get everybody off the mats, please, so we can move the mats? Okay. Good idea, good can idea. Can we get everybody off the mats, please, so we can move the mats, please? Thank you. Giờ đổi quá rồi mọi người ơi, gia đình mình phải ăn thôi. Ăn để chúc mừng Vi lên được nhị đẳng. Sáng giờ mình cũng không ăn gì á, ăn có một cái trứng luộc thôi à. Rồi uống ly nước tới giờ luôn á, cho nên đói quá, xá mấy đứa nhỏ cũng đói nữa. Ông xã mình mới đi làm về ngang rồi cũng ghé ăn cùng chung với ba mẹ con mình. Gia đình mình sẽ dùng cơm tối ở đây. Tiệm này là mình đi là tiệm Pick Top, tiệm tàu, nhà hàng tàu đó các bạn. Ở khu Woodbridge nè. Thì quên mời mọi người ăn cơm tối cùng gia đình mình nha. Ăn xong rồi về nghỉ ngơi. Bữa nay đi ăn là chúc mừng chị hai lên đai đen hai gạch phải không con? Hai gạch. Em mới đi thi xong rồi chị hai về hai đói rồi. Chúc mừng Huy Vi xong học cho mùa này luôn, giờ nghỉ hè rồi. Mới thi chị cử thi giờ rồi không? Giờ rồi mới thi xong. Dạ, bữa thứ bữa nay thứ mấy anh? Thứ bảy vậy, thứ sáu giờ rồi mới xong, hôm qua mới xong thi. Đây là mì xào của bé Huy, món ruột của bé Huy luôn. Baba know where to put it. No, I don't. Over here in the open area. Over here.
Wow. Và mẹ coi cho nè. Đó, làm đĩa đẹp chưa? Và phần cái chụp hình của con cháu. Wow. Cái bụng hết rồi. Sáng em ăn 2 trứng gà. Vậy thôi, uống nước rồi đi thôi. Ngồi ở trong VT á, bụng của Nhung á nó sôi ọt rồi, con em cũng sôi ọt. Đấu nhau hả? Đấy bụng hết rồi, Nhung á, Nhung nó nó đau bụng quá. Em nói trời ơi, Quanh cũng đau bụng quá. Đau bụng quá trời. Còn ai đói hơn ha? Quanh xin dừng video mình ở đây nha. Chúc mọi người luôn được nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau của mình. Chào tạm biệt. Bye bye.